Mến chào các em, hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở bài hợp chất của sắt. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung sau đây. Phần 1 là sơ đồ chuyển đổi giữa các hợp chất của sắt. Thứ hai là một số hợp chất sắt 2 và hợp chất sắt 3. Và sau đó là một số câu trắc nghiệm để củng cố lại kiến thức của bài học. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay. Đầu tiên, cô sẽ nói về sự chuyển đổi giữa các trạng thái số oxy hóa của sắt, đó là sắt 0, sắt 2 và sắt 3. Vậy các em quan sát sơ đồ trên màn hình. Chúng ta thấy nè, sắt 0 của chúng ta, sắt với số oxy hóa là sắt ở trạng thái đơn chất có số oxy hóa là 0. Có xu hướng thứ nhất là nhường đi 2E để tạo thành sắt 2 cộng, hoặc nhường đi 3E để tạo thành sắt 3 cộng. Bên cạnh đó, sắt 2 cũng sẽ có xu hướng là nhường 1E hoặc là nhận 2E. Được chưa? Sắt 2 cũng có hai xu hướng. Và chúng ta nhìn, sắt 3 cũng sẽ có hai xu hướng, một là nhận 3E hoặc là nhận 1E. Như vậy, nhìn vào sơ đồ trên màn hình, cô và các em sẽ có một số nhận xét như sau. Chúng ta thấy nè, sắt 2 có hai xu hướng, một là nhận E hoặc là nhường E. Như vậy, cô kết luận sắt 2 vừa có tính oxy hóa và vừa có tính khử. Nhưng mà lưu ý tính khử sẽ trội hơn. Còn đối với sắt 3 thì sao? Có hai xu hướng nhưng mà hai xu hướng này đều là nhận E cả. Một là nhận 3E hoặc là nhận 1E. Như vậy, cô kết luận là gì? Sắt 3 chỉ có tính oxy hóa. Chúng ta nhìn sơ đồ này để từ đó ghi nhớ tính chất hóa học của các hợp chất. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về hợp chất sắt 2. Như hồi nãy cô nói, nhìn vào sơ đồ chúng ta quan sát là sắt 2 vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử, đúng không nè? Trong đó tính khử trội hơn. Chúng ta sẽ xét một số phản ứng mà trong đó sắt 2 có sự thay đổi số oxy hóa. Các em quan sát ha. Đầu tiên chúng ta sẽ xét những phản ứng mà trong đó sắt 2 có sự tăng số oxy hóa. Cô giới thiệu những phương trình thì chúng ta cùng nhậm ngẫm lại sản phẩm và cùng xác định số oxy hóa ha. Xem là trong phương trình này là sắt của chúng ta tăng từ bao nhiêu, tăng từ số oxy hóa bao nhiêu đến bao nhiêu. Đầu tiên, phương trình sắt 2 cloruro tác dụng với clo. Chúng ta đã biết nè, clo là một nguyên tố nhóm halogen có tính oxy hóa mạnh, được chưa? Nó sẽ oxy hóa những cái hợp chất chưa đạt số oxy hóa cực đại lên số oxy hóa cực đại. Chúng ta cùng quan sát số oxy hóa ha. Chúng ta thấy là sắt 2 ban đầu số oxy hóa là cộng 2, sau phản ứng là cộng 3. Hoặc chúng ta có một phương trình ở phía dưới, sắt 2 nitrat tác dụng với Ag bạc nitrat, được chưa? Sản phẩm để tạo ra là sắt 3 nitrat và Ag. Phương trình thứ hai này xảy ra theo quy tắc alpha, các em, xảy ra theo quy tắc alpha. Và phương trình thứ ba, chúng ta có nè, kết tủa sắt 2 hydroxit để trong không khí sẽ tác dụng với oxy và nước để tạo thành kết tủa sắt 3 hydroxit có màu nâu đỏ. Và số oxy hóa cũng tăng từ cộng 2 lên cộng 3. Như vậy, trong những từ ba phản ứng này thì thể hiện sắt 2 của mình có tính chất là tính khử. Chúng ta theo dõi tiếp một số phương trình nữa ha. Sắt 2 oxit tác dụng với một chất oxy hóa mạnh đó là HNO3 cũng sẽ đưa cái số oxy hóa cộng 2 này, cũng đưa cái hợp chất cộng 2 này lên số oxy hóa cực đại. Sau đây chúng ta sẽ xét một số phản ứng mà trong đó sắt 2 giảm số oxy hóa. Thì hồi nãy chúng ta nói là vì tính khử trội hơn, cho nên những cái phương trình mà chúng ta thấy là sắt 2, sắt cộng 2 tăng lên sắt cộng 3 thì khá là nhiều, đúng chưa? Trong khi những cái phương trình mà sắt từ cộng 2 xuống 0 thì chúng ta sẽ gặp ít hơn một chút. Các em cùng quan sát một số phương trình trên màn hình cùng với cô. Sắt 2 cloruro tác dụng với một chất khử mạnh, đó là kim loại magie, để sản phẩm để tạo ra là sắt và magie cloruro. Hoặc là sắt 2 tác dụng với chất khử CO. Như vậy, từ những phản ứng trên, cô kết luận như sau. Sắt 2 vừa có khả năng tăng số oxy hóa, vừa có khả năng giảm số oxy hóa. Từ đó chúng ta thấy nè, sắt 2 thể hiện tính khử và tính oxy hóa. Lưu ý ha, khi sắt 2 thể hiện tính khử thì mình sẽ gọi là bị oxy hóa. Còn lúc sắt 2 thể hiện tính oxy hóa thì sẽ ngược lại ha, sẽ là bị khử.
Và cô có kết luận chung, các em cùng quan sát. Sắt 2 vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử, trong đó tính khử trội hơn. Ngoài những phản ứng mà hợp chất sắt 2 có sự tăng và giảm số oxy hóa thì cũng có những phản ứng mà trong đó sắt 2 không hề thay đổi số oxy hóa. Cô lấy ví dụ. Đó là những phản ứng giữa oxit với axit hoặc là base với axit hoặc là những phản ứng trao đổi bình thường. Chúng ta cùng quan sát. Trên màn hình các em đang thấy là hợp chất sắt 2 oxit tác dụng với axit chloric để tạo ra muối và nước. Hoặc base FeOH 2 lần tác dụng với axit sulfuric loãng để tạo ra muối sắt 2 và nước. Và chúng ta cũng có phản ứng giữa muối và base để tạo ra sản phẩm là một cái kết tủa sắt 2 hydroxit và một cái muối mới. Được chưa? Vậy trong những phản ứng này thì hợp chất sắt 2 của chúng ta không hề thay đổi, không có sự thay đổi số oxy hóa. Như vậy cô có kết luận chung. Hợp chất sắt 2 oxit, sắt 2 hydroxit có tính base khi tác dụng với axit loãng. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu là để điều chế một số hợp chất sắt 2 thì chúng ta sẽ thực hiện những phương trình nào. Các em cùng quan sát cách điều chế của sắt 2 oxit. Các em lưu ý nè, những cái hợp chất sắt 2 của chúng ta có tính khử trội hơn tính oxy hóa. Cho nên là khi điều chế ra hợp chất sắt 2 rồi, chúng ta sẽ hạn chế những cái hợp chất sắt 2 nó tiếp xúc với oxy không khí. Được chưa? Tại vì oxy là một chất cũng có tính oxy hóa mạnh, nó sẽ đưa sắt 2 của chúng ta lên thành sắt có số oxy hóa cộng 3. Cho nên là khi điều chế những cái hợp chất sắt 2 á, các em sẽ thấy là người ta nói là phân hủy hoặc là tiến hành thí nghiệm trong điều kiện là không có không khí. Được chưa? Cách đầu tiên cô có nè, phân hủy sắt 2 hydroxit ở nhiệt độ cao trong môi trường không có không khí. Chúng ta có phương trình như sau. Hoặc chúng ta có thể khử sắt 3 oxit ở nhiệt độ từ 500 đến 600 độ C, chúng ta cũng sẽ điều chế được sắt 2 oxit. Đối với hợp chất sắt 2 hydroxit là một cái base không tan, các em có thể lấy muối sắt 2 tác dụng với dung dịch base. Thì sản phẩm được tạo ra là sắt 2 hydroxit và natri clorua. Chúng ta cũng lưu ý là trong môi trường không có không khí nha các em. Chúng ta cùng quan sát hình ảnh của sắt 2 hydroxit. Để điều chế muối sắt 2, chúng ta có thể lấy những cái oxit hoặc là hydroxit ở của sắt có số oxy hóa cộng 2 tác dụng các axit loãng, nhưng mà nhớ là trong điều kiện không có không khí thì chúng ta sẽ thu được muối sắt 2. Hoặc chúng ta có thể làm một cách nữa là chuyển muối sắt 3 thành muối sắt 2. Cô có một vài phương trình, cô có hai phương trình ví dụ trên màn hình chúng ta cùng quan sát. Đầu tiên, cô lấy base tác dụng với axit để tạo ra muối sắt 2, hoặc cô sử dụng quy tắc alpha trong dãy điện hóa các em, cô dùng một cái kim loại có tính khử và cô dùng ở đây cũng là sắt luôn, tác dụng với sắt 3 clorua để tạo ra sắt 2 clorua. Như vậy chúng ta thấy nè, nhớ ha, khi điều chế những hợp chất sắt 2 thì chúng ta hạn chế, chúng ta tiến hành thí nghiệm trong môi trường không có không khí. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu tính chất của hợp chất sắt 3. Như trong sơ đồ chúng ta thấy nè, sắt 3 chỉ có xu hướng là gì? Một là nhận 3 hoặc là nhận 1, đúng chưa? Như vậy đều giảm số oxy hóa. Vậy chúng ta kết luận là gì? Sắt 3 chỉ thể hiện tính oxy hóa. Bây giờ trong mục này chúng ta cùng xét những phản ứng mà trong đó sắt 3 có sự giảm số oxy hóa. Và chúng ta cùng ôn lại phương trình luôn các em ha. Đầu tiên, cô có sắt 3 oxit tác dụng với chất khử CO nhiệt độ cao để tạo thành sắt. Trong trường hợp này thì sắt 3 của chúng ta nhận 3 electron. Hoặc chúng ta có thể thấy chúng ta dùng một chất khử khác, đó là nhôm. Chưa? Cái này người ta gọi là phản nhiệt nhôm. Trong phản này thì sắt của chúng ta cũng có sự giảm số oxy hóa từ cộng 3 xuống 0. Hoặc chúng ta dùng chất khử CO. Trong trường hợp trong phương trình này thì sắt của chúng ta từ cộng 3 xuống cộng 2. Phương trình này xảy ra theo quy tắc alpha ở cái phần đại cương kim loại mà các em đã học ở cái phần đầu học kỳ 2 ha. Rồi, hoặc là kim loại magie. Vậy cô kết luận
Sắc bà chỉ có tính oxy hóa và người ta sẽ gọi là bị khử. Ngoài ra, sắc bà cũng tham gia những cái phản ứng mà trong đó nó không hề có sự thay đổi số oxy hóa, cũng tương tự như hợp chất sắt hai các em. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy nè, mặc dù H2O3 là một axit có tính oxy hóa mạnh, nhưng mà trong trường hợp này sắt 3 của chúng ta đã là gì rồi, số oxy hóa cực đại rồi, cho nên nó không tăng lên nữa, mà lúc này vẫn xảy ra theo kiểu là oxit bazơ tác dụng với axit để tạo ra muối nước. Đây, chúng ta cùng quan sát ha. Hoặc là cái phản trao đổi giữa muối với bazơ để tạo ra muối mới và bazơ mới. Ở đây là một cái kết tủa sắt 3 hydroxit màu nâu đỏ. Từ đó cô có kết luận là các oxit sắt 3 hoặc là hydroxit có tính bazơ khi phản ứng với axit. Chúng ta cùng quan sát lại ha. Vậy chúng ta tiếp theo chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một số phương trình để điều chế hợp chất sắt 3. Rồi, sắt 3 oxit trên màn hình các em đang thấy là hình ảnh của hợp chất sắt 3 oxit. Các hợp chất sắt 3 thì các em sẽ thấy là thường nó sẽ có màu nâu đỏ ha, màu nâu đỏ. Cô sẽ phân hủy sắt 3 hydroxit ở nhiệt độ cao để tạo ra hợp chất sắt 3 oxit. Để muốn như và tiếp theo là hợp chất sắt 3 hydroxit điều chế bằng cách nào nè? Rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần lấy muối sắt 3 tác dụng với bazơ ha, màu nâu đỏ nha các em. Hoặc là oxy hóa hợp chất sắt 2 hydroxit, cái phương trình này ở phần đầu chúng ta đã gặp rồi các em. Màu sắc của chúng ta sẽ chuyển như thế này. Chúng ta cũng sẽ dựa vào phần này để nhận biết hợp chất sắt 2. Kết tủa sắt 2 hydroxit của chúng ta sẽ có màu trắng xanh. Sau một thời gian sẽ chuyển thành màu nâu đỏ. Để điều chế muối sắt 3, chúng ta có thể lấy sắt hoặc là hợp chất của sắt 2 tác dụng với những chất oxy hóa mạnh, ví dụ như clo, HNO3 hoặc là H2S4 đặc. Cô có một vài phương trình minh họa cho các em ha. Trên màn hình là hình ảnh của các hợp chất sắt 2, sắt 3 sunfat, sắt 3 nitrat và sắt 3 clorua. Sau đây cho em cùng nhìn lại kiến thức của bài hợp chất sắt. Đầu tiên là sơ đồ chuyển hóa giữa các mức oxy hóa. Như vậy chúng ta thấy sắt 2 vừa có tính khử vừa có tính oxy hóa, trong đó tính khử trội hơn. Sắt 3 chỉ có tính oxy hóa. Các em cùng đi đến một câu hỏi củng cố bài. Nung nóng một hỗn hợp các chất gồm có sắt 2 nitrat, sắt 3 hydroxit, sắt 2 carbonat trong không khí đến khối lượng không đổi. Các em chú ý từ này, đến khối lượng không đổi thì ta thu được chất rắn là gì? Như vậy cô thấy nè, muối nitrat cũng bị nhiệt phân, hydroxit không tan cũng bị nhiệt phân và muối carbonat chỗ này cũng bị nhiệt phân. Vậy chúng ta cùng quan sát ha. Sắt 2 nitrat nhiệt phân đến khối lượng không đổi, chúng ta thấy nè, ban đầu sẽ tạo thành sắt oxit, nhưng đến khi khối lượng nhiệt phân đến khối lượng không đổi thì cái sắt 2 này nó sẽ tiếp tục tác dụng với oxy để tạo ra gì đây, sắt 3. Rồi FeOH 3 lần bị nhiệt phân ra Fe2O3 được chưa nè. FeCO3 bị nhiệt phân, chỗ này ra được sắt 2 oxit thì cũng tương tự. Cái sắt 2 oxit này trong môi trường oxy hóa, là ở đây oxy sẽ đóng vai trò chất oxy hóa ha, nó sẽ chuyển sắt 2 thành sắt 3. Như vậy khi nung đến khối lượng không đổi thì chúng ta chỉ thu được gì thôi các em? Đúng rồi, chúng ta chỉ thu được sắt 3 oxit. Chúng ta cùng quan sát lại nha. Bài tập số 2. Khi điều chế FeCl2 từ dung dịch HCl để bảo quản sắt 2 clorua không bị biến đổi thành sắt 3 clorua, người ta có thể làm gì? Rồi, chúng ta cùng theo dõi. Phát biểu A, người ta nói là thêm vào dung dịch một lượng sắt dư. Phát biểu B, cho thêm vào một lượng HNO3 dư. Chúng ta có nè, HNO3 là một chất oxy hóa mạnh đúng chưa? Cho nên là khi cho HNO3 vào thì chắc chắn sắt 2 clorua của mình sẽ chuyển thành hợp chất sắt 3. Tiếp theo, cho kẽm dư. Kẽm là một chất khử mạnh hơn sắt.
Cho nên là không những kẽm sẽ chuyển, không những là chuyển sắt 3 thành sắt 2 mà nó còn phản ứng luôn được với sắt 2 cloruro để tạo thành sắt tự do nữa, cho nên chúng ta không dùng kẽm được. Còn nếu chúng ta coi lại phát biểu A, thêm một chất khử đó là sắt, thì chúng ta chỉ có là gì thôi, lúc này sắt 3 chỉ tác dụng với sắt để tạo thành sắt 2, cho nên phát biểu A là một phát biểu chính xác. À còn câu D nữa, nếu mà cho thêm dung dịch HCl dư vào á, thì ở đây nè các em, trong môi trường không khí thì oxy đóng vai trò chất oxy hóa, nó cũng sẽ chuyển sắt 2 của mình thành sắt 3, được chưa? Cho nên để bảo quản sắt 2 không bị oxy hóa thành sắt 3 thì mình sẽ cho thêm một lượng sắt dư vào. Phần lý thuyết của bài hợp chất sắt đến đây là kết thúc. Sau đây cô sẽ có một vài câu trắc nghiệm liên quan đến lý thuyết của hợp chất sắt, chúng ta cùng làm bài tập để củng cố kiến thức của bài học hôm nay nha. Cô có một vài câu trắc nghiệm sau khi chúng ta học bài sắt và hợp chất. Các em cùng thực hiện những câu trắc nghiệm này ha. Trước khi nghe đáp án thì các em có thể dừng video lại để tự mình suy nghĩ xem là đáp án của câu này là gì trước khi nghe bài giải của cô nha. Chúng ta đến với câu đầu tiên. Cho sắt 2 hydroxit phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư tạo ra muối nào sau đây? Như vậy chúng ta biết nè, sắt 2, à chúng ta phải có để dành thời gian suy nghĩ cho các em mới được. Các em có đáp án chưa nè? Rồi bây giờ cô sẽ giải câu này ha. Chúng ta có nè, FeOH 2 lần tác dụng với axit sulfuric loãng. Như vậy đây là phản ứng kiểu axit bazơ thì sẽ ra được muối mới và axit mới, đúng chưa nào? Như vậy muối mới của cô sẽ là FeSO4 cộng cho nước, được không? Ở đây không có sự thay đổi xuất xí hóa gì hết nha các em, tại vì đây là phản ứng kiểu giữa axit với bazơ nha. Như vậy đáp án của chúng ta chọn là câu gì nè? À đúng rồi, đó là câu B ha, câu B. Câu 2. Cho phương trình hóa học nhôm cộng với oxit sắt từ Fe3O4 để tạo ra sắt và Al2O3. Người ta hỏi là tổng các hệ số tối giản của A, B, C, D là bao nhiêu? Như vậy thì ý người ta hỏi mình là cân bằng phương trình này đó các em. Như vậy chúng ta thấy nè, đây là một phản ứng oxy hóa khử, đúng chưa nào? Nhưng mà chúng ta có thể cân bằng theo cách thông thường được với cái mẹo như sau. Các em quan sát ha. Nếu mà các em cân bằng sắt và nhôm á, sắt và nhôm trước á, thì chốc nữa đến oxy á, thì mình sẽ không cân bằng được. Bây giờ chúng ta hãy cân bằng ngược từ dưới lên ha, cân bằng oxy trước. Rồi, vế trái là 4 oxy, vế phải là 3. Như vậy 3 với 4 thì bộ số chung là 12, đúng chưa nào? Như vậy cô sẽ nhân bên này 4, đồng thời cô nhân ở đây 3. Sau đó cô cân bằng đến sắt và nhôm. Chúng ta thấy nè, 3 sắt, 3 x 3 là 9. Vậy đây cô sẽ có là 9 sắt. Rồi 4 x 2 là 8 nhôm. Như vậy đây cô sẽ có là 8. Như vậy tổng hệ số A cộng B của cô sẽ là bao nhiêu nè? 8 8 cộng 3 cộng 9 cộng 4, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng tính được giá trị của mình sẽ là 24. Như vậy đáp án là câu B. Câu số 3. Phân hủy FeOH 3 lần ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi. Các em chú ý cái chữ đến khối lượng không đổi này ha. Thu được chất rắn là, có đáp án chưa này các em? Đó là câu nào nè? Phân hủy FeOH 3 lần thì sản phẩm của chúng ta là gì đây? À đúng rồi, đó là Fe2O3 và nước với điều kiện là nhiệt độ. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng chọn được đáp án, đó là câu B. Câu số 4.
Sản phẩm tạo thành khi có chất kết tủa khi dung dịch Fe2 SO4 3 lần tác dụng với dung dịch nào sau đây? Chúng ta nhìn sơ 4 đáp án. Ở đây chúng ta thấy có một đáp án đó là NaOH. Chúng ta thấy là giữa NaOH và Fe2 SO4 3 lần thì sẽ xảy ra phản ứng theo kiểu axit bazơ muối ha. Đó là chúng ta có là Fe2 SO4 3 lần tác dụng với NaOH. Cái sản phẩm tạo ra đó là kết tủa sắt ba hydroxit màu nâu đỏ. Và muối Na2SO4. Được chưa? Rồi, cô cân bằng phương trình ha. Thế mà chúng ta sẽ thấy được đáp án đó là gì nè. Đúng rồi, đó là NaOH. Và kết tủa của cô sinh ra đó là sắt 3 hydroxit có màu nâu đỏ. Được chưa? Câu số 4. Câu số 5. Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxy hóa. Như vậy khi người ta nói là chỉ có tính oxy hóa thì cô biết người ta đang nói đến đó là hợp chất sắt, sắt 3. Như vậy các em có đáp án chưa nè? Đâu là hợp chất sắt 3 nè? À đúng rồi, đó chính là câu C. Chúng ta tiếp theo đến câu số 6. Đề cho chúng ta là trong cái sơ đồ chuyển hóa Fe thành FeCl3 và thành FeOH bao lần. Người ta hỏi là hai chất Xy ở đây là hai chất gì? Như vậy các em cùng quan sát nè. Sắt lên trạng thái cao nhất đó là sắt 3. Như vậy thì X ở đây phải là một chất oxy hóa mạnh. Và thực sự HCl nó chưa đủ khả năng để đưa sắt lên sắt 3 đâu các em. Nó chỉ khi HCl tác dụng với sắt thì chỉ tạo thành sắt 2 thôi nha. Còn câu C là NaCl là không phù hợp rồi, loại câu C. Và chúng ta thấy câu D nè, clo. Như vậy cô đã nói rồi, clo là nguyên tố thuộc nhóm halogen có tính oxy hóa mạnh, có thể chuyển từ sắt 0 lên thành sắt sắt 3. Được chưa? Như vậy ngay từ ban đầu chúng ta đã tìm được phương án phù hợp, đó chính là câu D. Rồi, Y của mình là NaOH thì chúng ta dễ quan dễ thấy rồi ha. Ở đây nè, chúng ta thấy gốc clorua chuyển thành gốc OH. Vậy thì cái Y này phải là cái hợp chất, phải là một cái hợp chất mà có nhóm OH trong đó. Thấy chưa? Thì chúng ta sẽ chọn được một cái bazơ phù hợp, đó là NaOH. Câu D ha. Câu số 7, một câu khá là đơn giản. Đề hỏi chúng ta là hợp chất sắt 2 sunfat có công thức là gì? Như vậy ngay lập tức chúng ta nhìn được đáp án đó rồi các em. Đúng rồi, đó là câu A. Câu số 8. Sắt có thể tan trong dung dịch nào sau đây? Sắt 2 clorua, sắt 3 clorua, magie clorua hay là nhôm clorua? Chúng ta cùng nhớ là dãy điện hóa. Thế sắt nằm đâu? Chờ, để phản ứng xảy ra thì chúng ta sẽ có các ion nằm theo chiều chữ alpha thì phản ứng sẽ xảy ra được. Vậy thì cô thấy nè, sắt của chúng ta nằm sau magie 2 cộng, sau nhôm Al3 cộng, như vậy vẫn không xảy ra. Sắt nằm dưới sắt 2 cũng không xảy ra, như vậy chúng ta chỉ còn đáp án đó là câu B. Câu số 9, hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử? Như vậy cái câu này là đang ám chỉ sắt mấy đây các em? Đúng rồi, đó chính là hợp chất sắt, sắt 2 ha. Như vậy thì cô nhìn vô cô thấy nè, ABCD, à đây, câu A, sắt 2 oxit, đáp án phù hợp. Câu số 10, chất có tính oxy hóa nhưng mà không có tính khử. Có tính oxy hóa nhưng mà không có tính khử, như vậy là đang nói về hợp chất sắt. Sắt 3, đúng rồi ha, đang nói về hợp chất sắt 3, tức là chỉ có tính oxy hóa thôi các em. Vậy đáp án chúng ta chọn được đó là câu B. Sau khi làm 10 câu trắc nghiệm rồi, các em có cảm thấy là kiến thức đã được củng cố chưa nè? Bây giờ chúng ta tiếp theo đến câu 11. Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa. Ở đây không phải là phản ứng tăng giảm số oxy hóa mà chính là phản ứng theo kiểu axit bazơ, các em. Tức là không có sự thay đổi số oxy hóa. Và chúng ta thấy nè, câu A là hợp chất ester, câu B là ancol,
Câu C là amin và câu D là axit. Chúng ta nhớ amin nằm trong chương trình học kỳ 1 đúng không nào? Amin có tính chất là một dung dịch bazơ yếu. Dung dịch amin có tính chất là bazơ yếu. Như vậy thì chính cái amin này là sẽ cho được kết tủa khi tác dụng với sắt 3 clorua. Cô có phương trình các em cùng quan sát ha. Cô có FeCl3 cộng với amin CH3NH2 và bình quân nước nha các em. Rồi. Như vậy thì chỗ này á, chúng ta sẽ hiểu là nước sẽ cộng gộp vào đây để tạo thành cái NH3 cộng với OH trừ. Vậy khi trao đổi thì cô sẽ được là FeOH 3 lần cộng cho sản phẩm phần còn lại các em ráp vào. Như vậy cô sẽ được CH3NH3Cl, được chưa? Và ở đây chúng ta sẽ thu được hiện tượng là có kết tủa màu nâu, màu đỏ. Vậy thì đáp án phù hợp của chúng ta đó chính là câu C. Câu 12, cho các chất FeCl2, COSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH. Thì bây giờ chúng ta thấy nè, tất cả bốn chất của mình đều là muối, tác dụng với bazơ thì sẽ tạo ra được muối mới và bazơ mới. Nhưng điều kiện để xảy ra phản ứng là gì? Sản phẩm phải có kết tủa bay hơi hoặc là chất điện lý yếu. Vậy dựa vào điều kiện đó, cô sẽ chọn được hai chất thích hợp, đó chính là FeCl2 và COSO4. Được ha? Vậy cô sẽ có phương án là hai chất. Câu số 13, cho các kim loại NaCu, Fe, Ag và ZnN, số kim loại trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl. Như vậy cái này nó đang hỏi mình là kim loại nào tác dụng được với axit, tức là đang hỏi về vị trí của kim loại trong dãy điện hóa. Để tác dụng được với axit HCl thì kim loại đó phải đứng trước H, đúng không? Trước H. Và chúng ta trước H thì có nhiều kim loại lắm các em, nhiều lắm. Nhưng mà như vậy thì chúng ta hãy nhớ những kim loại đằng sau H nó sẽ dễ hơn, đúng không? Như vậy cô sẽ có nè. Cô bắt đầu từ cái câu là hỏi cửa hàng á phi ông, đúng không? Cửa hàng á phi ông. Ai học hóa thì cũng nhớ cái câu đó. Như vậy chúng ta sẽ có Cu là đứng sau H, đúng rồi. Ag đứng sau H. Như vậy chúng ta có natri, sắt và CN là những kim loại đứng trước H có thể phản ứng được với axit. Đáp án của chúng ta là 3 kim loại. Câu 14. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3 sau khi kết thúc? Sau khi vẫn kết thúc. Câu A. Cho sắt vào dung dịch HNO3 loãng. Chúng ta biết nè, HNO3 là axit có tính oxy hóa mạnh. Cho nên chỗ này sắt sẽ chuyển thành, đúng rồi, sắt chuyển thành sắt 3. Được chưa? Như vậy câu A là câu phù hợp. Chúng ta hãy xét những cái phản ứng còn lại. FeO tác dụng H2S4 loãng. Thì H2S4 loãng là cái tính oxy hóa của nó là do H cộng gây ra các em. Tính H cộng gây ra. Thì phản ứng chỗ này kiểu là axit bazơ thôi. H2SO4 là oxy bazơ cộng axit cho ra muối nước. Và ở đây chỉ là tạo ra muối sắt máy thôi. Đúng rồi, chỉ tạo ra muối sắt 2 thôi nha. Phát biểu C, câu C. Sắt 2 FeOH2 lần vào HCl dương cũng tương tự ha, phản ứng kiểu axit bazơ. Thì bên đây bazơ của mình hóa trị 2 thì bên này là muối sắt 2. Bên này cũng vậy, Fe đứng trước Cu trong dãy điện hóa. Như vậy phản ứng cho ra sản phẩm sẽ là FeCl2 cộng cho Cu ha. Như vậy đáp án phù hợp của chúng ta đó chính là câu A. Chọn câu A nha các em.
Câu 15. Khi cho BO2 lần dư vào dung dịch chứa FeCl2, COSO4, AlCl3 thu được kết tủa, nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X. Chất rắn X gồm. Ở đây các em chú ý cho cô là cái cụm từ là nung đến khối lượng không đổi. Như vậy chúng ta có nè, ở đây xảy ra phương trình thế này các em ha. Như vậy khi cho BO2 lần dư lần lượt vào ba muối này thì đều xảy ra phản ứng hết. Được không? Như vậy cô sẽ có nè. Chúng ta cùng quan sát ha. FeCl2 khi tác dụng với BaOH2 lần thì sản phẩm cho ra là gì? Đúng rồi, FeOH2 lần kết tủa. Cộng cho BaCl2. Rồi sau đó nè, chúng ta thấy nè, FeOH2 lần này sẽ chuyển thành FeOH3 lần. Được không? FeOH2 lần này sẽ chuyển thành FeOH3 lần theo phương trình như sau. Đó. Như vậy thì khi nung nóng cái Fe này ra, nung nóng cái FeOH3 lần thì chúng ta sẽ thu được oxit là gì? Fe2O3 nha các em. Rồi, như vậy cô sẽ loại được câu A và câu C, còn BD. Rồi chúng ta quan sát tiếp nè. Chúng ta biết là AlCl3. AlCl3 khi tác dụng với BaOH2 lần, chúng ta sẽ thu được một cái kết tủa lưỡng tính. Một cái kết tủa hydroxit lưỡng tính. Cô ghi lại chữ lượng tính chỗ này. Chuyện gì xảy ra khi BaOH2 lần dư? Đúng rồi các em, đó chính là sẽ tác dụng tiếp để tạo ra sản phẩm là BaAlO2 tan. Được chưa? Cho nên cái chỗ này nè, chúng ta sẽ không còn kết tủa AlOH3 lần nữa mà để nung ra thành oxit. Cho nên cái đáp án B á, nó nói là có Al2O3 là chỗ này hoàn toàn sai nha. Kết tủa của chúng ta chỉ có gì thôi, ở đây là chỉ còn BaSO4 thôi, cho nên đáp án của mình chọn đó là câu D. Tiếp theo câu 16, dung dịch FeCl3, cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X thu được kết tủa. Như vậy rất là đơn giản rồi, chúng ta thấy nè, chúng ta đã gặp cái bài này hồi nãy một lần rồi. Ở đây xuất hiện nhóm OH, thì ở đây chất X của mình cũng phải có nhóm OH. Và điều chúng ta nghĩ đến đầu tiên đó là gì? NaOH. Ở đây không có NaOH nhưng mà có gì đây? Kali. Được chưa? KOH vẫn được ha. Chúng ta chọn được đáp án A. Câu 17. Hóa chất nào sau đây để có thể sử dụng để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4? Bốn đáp án của mình đều là axit cả. À, chỉ có một đáp án C là bazơ. Và chúng ta thấy nè, hai oxit này nó không tác dụng với bazơ. Được chưa? Như vậy câu C chúng ta loại ngay từ đầu. Bây giờ ở đây đều là hai oxit nhưng mà có điểm khác là gì các em? Chúng ta hãy quan sát số oxy hóa của sắt trong hai oxit này. Trong Fe2O3 thì sắt của chúng ta sẽ có số oxy hóa là cộng 3. Trong khi đó Fe3O4, đây là oxit sắt từ, thì sắt của chúng ta có số oxy hóa là cộng 8/3. Cái này chưa phải là cực đại. Chưa cực đại. Như vậy chưa cực đại thì chuyện gì sẽ xảy ra khi gặp các chất oxy hóa mạnh, ví dụ như HNO3 loãng? Đúng rồi, khi số oxy hóa chưa cực đại, gặp những chất oxy hóa mạnh như HNO3 loãng thì sẽ chuyển thành số oxy hóa cực đại. Ở đây cụ thể cô sẽ có phương trình như sau: Fe3O4 cộng HNO3. Được chưa? Thì sản phẩm của cô chỗ này thu được là FeNO3 3 lần. Và cộng với một cái sản phẩm khử kèm theo từ nitơ cộng 5 giảm xuống. Và ở đây thường đó là khí NO không màu. Không màu sẽ chuyển thành màu nâu, nâu đỏ. Được chưa? Còn đối với sắt Fe2O3 thì sao?
Ở đây các em thấy là sắt chỗ này đã cực đại rồi, cho nên khi tác dụng với nano 3 thì chỉ phản ứng theo kiểu acid base thôi. Tức có nghĩa là sản phẩm tạo ra muối và nước. Như vậy chúng ta thấy là một oxit khi tác dụng với nano 3 có sinh khí. Một oxit thì không hề chỉ có hiện tượng là tan ra thôi. Như vậy chúng ta rõ ràng dựa vào hiện tượng đó chúng ta có thể phân biệt được Fe2O3 và Fe3O4. Vậy thì đáp án ở đây đó là câu B. Sau khi cùng cô làm 17 câu trắc nghiệm về phần lý thuyết của hợp chất sắt, các em đã được củng cố kiến thức. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Mến chào các em, chúc các em học tốt.